Nãy thấy đi e họ leo nè, nãy thấy e họ leo một cái anh khách này, một anh khách này nha các bạn. Cái lịch sử của ảnh một lát Thái kể cho các bạn nghe nha. Đây nè, cây này là các bạn biết là mười mấy năm rồi ha, mười mấy năm, nhưng mà tại vì trồng gặp quá nên nó nhỏ nhỏ, nó nhỏ nha. Đây các bạn xem nè, cái dàn lá nó bình thường nha các bạn, mình phải mình để trái mình phải coi dàn lá mới được. Đây dàn lá của ảnh nó yếu, ảnh muốn để một cây là 2 tạ rưỡi nha các bạn, 2 tạ rưỡi là 250 kg đó nha các bạn. Coi mình đếm ha, hồi nãy mình đứng mình đếm cây này là còn trên 100 trái cái cây này nha, cây này ha. 2 tạ rưỡi thì bây giờ các bạn biết là bây giờ 60 trái, 6 lần 4 24 là cũng 2 tạ rưỡi nha, đối với cái mẫu trái này nha. Đối với cái mẫu trái này ha, 70 trái nó cũng 2 tạ rưỡi nha các bạn. Rồi đây nè, tất cả nè, mình thấy cho các bạn biết nó còn bự lắm nè, các bạn xem nè, cái trái nó bự cho bà thấy chưa, cái trái nó bự kìa đó, thấy chưa. Rồi rồi các bạn xem nè ha, dàn lá này mình nói nha, theo mình nha, theo mình nha, theo bản thân của mình nha, nếu mà chúng ta mà không có điều kiện mà đầu tư tốt, ví dụ thì chúng ta để cây này 2 tạ thôi, là thay nói là một cây của các bạn á là để 60 trái là được rồi, nếu mà chúng ta bình thường ha. Này các bạn xem nè, cái mẫu trái nè, cái mẫu trái này rất là dài, hiện tại là trái tầm 50 ngày mà các bạn thấy là nó tầm 18 cm của thái rồi, 18 cm rồi, 17-18 cm rồi. Cái mẫu trái này có thể lên 3,5-4 kg bình thường, thậm chí nếu mà chúng ta tâm tốt có thể lên 5 kg. Mà hiện tại là lái đang lấy nhiêu là 5,8 kg đúng không, 5,8 kg rồi. Ăn nha, chú ý nè, những cái bơi này nè bắt buộc phải đi tỉa, tất cả những cái bơi này bắt buộc chúng ta phải đi tỉa nè ha. Những cái đầu nè các bạn thấy nó hơi hơi kìa, các bạn tưởng bông không phải bông, đây là những cái bơi bơi nó ra để làm sao, tại các bạn ém đọt ngoài quá kìa, bắt buộc nó phải xì trong đây. Mà xì trong đây á thì những cái trái này á là làm sao nó cạnh tranh dinh dưỡng, nó rụng mấy cái trái nhỏ, mấy cái nhỏ, mấy cái eo như thế này các bạn, nó rụng nè. Rồi lúc đó làm sao, thiếu trái, thiếu trái là. Nhưng mà thật ra các bạn, mình vô hồi nãy mình ngồi đếm nó còn rất là nhiều nha, ảnh không chịu đếm, bởi vì khách hàng của Thái, Thái nói bây giờ anh ra anh đếm coi còn nhiều trái, anh mới nói chuyện anh vô nó, anh nhắn tin với em nha, ổng cứ báo là ổng nó hơi thiếu trái, bởi mình tức bữa nay mình mới vô. Chào quý chú anh chị các bạn, hồi nãy các bạn thấy Thái đi một cái vườn ở Ea Leo, thì anh này như nãy Thái nói ảnh có một cái kinh nghiệm như thế là cứ trái nhỏ nhỏ thế này nè là nó Thái ơi giờ nó rụng hết rồi, rụng hết rồi. Mình kêu anh đếm trái thì không đếm, mình kêu anh đếm trái thì anh chưa đếm. Rồi tới chừng mà mình tức quá đó, mình cứ đi ngang mình nói em phải ghé anh bằng được mới được. Nguyên khu đó Thái làm nhiều lắm các bạn, nguyên khu đó Thái có làm cho một cái cô cổ chuyên làm cho nguyên khu đó luôn, cái vườn cô rất là đẹp luôn. Nhưng mà hôm bữa là thấy không có chủ đề gì Thái cập nhật nên Thái không có quay cho các bạn xem, chứ cái vườn của cổ đỉnh lắm, trái đẹp lắm. Hồi năm trước trái đã đẹp rồi, năm nay trái đẹp còn dữ hơn nữa, mà cây nó đẹp nữa. Mà cái riêng cái anh này á, như ngồi cái vườn này á, thì Thái vô thấy trực tiếp Thái vô nó coi đó, em phải vô bằng được cái vườn của anh, em vô em câu thử coi là như thế nào rồi, chứ em thấy em tức. Tại vì á cái lượng trái nó còn ở trên cây rất là nhiều các bạn, mình vô mình đếm ha, ảnh nói anh chỉ cây đó, anh nói cái cây đó giờ còn chừng 80 trái à, mà nó rụng nữa chừng 70-80 trái rồi, nó sao thiếu trái. Mà mình đứng mình đếm nghe các bạn, mình đứng mình đếm nghe, một cây còn chừng khoảng 170 trái trước mặt, đếm trước mặt anh luôn. Cái đầu mình hỏi tại sao anh không đếm thì anh ngồi anh cười thì thôi giờ bỏ qua chuyện đi các bạn ha. Nhưng mà tại nó là một cái kỷ niệm thôi, cái kỷ niệm mình có mình mới cập nhật video các bạn xem được, chứ mà mình vô mà mình đi thăm vườn các bạn á, mình không có chủ đề là mình không nói, là mình không có làm video đâu. Còn mình có chủ đề mình mới làm video cho các bạn xem được. Rồi các bạn thấy ở trên cái bàn của Thái là có cái 3 cái sản phẩm chủ lực ha, mà Thái đang bán cho các bạn, nó còn cái xô lớn trái nữa, nhưng mà hiện tại là không có đưa vô thời điểm này được, hiện tại không có cập nhật cho các bạn xem thời điểm. Thái được đưa vô màn hình cho các bạn xem nè, cái thời điểm này là 75 ngày mới xài được cái này ha. Còn Thái đang cập nhật các bạn trái là 55-60 ngày ha. Thái cũng có rất là nhiều khách hàng, các bạn thấy là nguyên cái lô ăn sao ha, thấy một cả một cái container luôn các bạn, 1 feet, 20 feet thì nó tầm 1000 can, 80 như thế nè, để phục vụ những khách hàng mà người ta nuôi trái. Có một số khách của Thái là người ta mua từ lúc ban đầu rồi nha, như khách này cũng ở Đắk Lắk luôn đó. Thái để là màn hình cho các bạn xem ha, thì ảnh xài cũng có Thái là lâu rồi, mà anh xài của Thái là lâu lắm rồi, nhưng ảnh mua dự trữ trước những cái 860 như thế này nè. Những cái 860 như này một số khách hàng thì năm trước đã xài rồi, một số khách hàng năm nay mới xài, nhưng mà người ta biết người ta mua dự trữ
Thì bạn biết ở trong đây nó không có gì ngoài ra chứ. Cái organic matter của nó là 45%, có nghĩa là cái hoạt chất hữu cơ, hợp chất hữu cơ của nó các bạn, 45% nha. Hàng này được nhập nguyên đa nguyên kiện bên Thổ Nhĩ Kỳ nó về. Không có đóng tại Việt Nam nha. Thái về là thái cho các bạn xem cái container nó mở công như thế nào ha, và nhập vô kho như thế nào. Đó. Hàng này là nguyên kiện đó các bạn ha. Hàng này là chuyên tưới nuôi trái và nuôi cây. Các bạn, một số dòng sẽ chuyên nuôi trái không à, nó không có nuôi cây, nhưng dòng này nó sẽ có nuôi cây. Các bạn, nó gồm 45% hữu cơ. Trong này là nó chuyên nuôi cây và chuyên nuôi trái. Các bạn sẽ thấy là cái anh khách của Thái, anh gửi cho các Thái một cái video, các bạn nhìn cái đít trái coi. Nó bung rất là đều học. Nó bung tới nỗi cái trái mà nó dung lên như thế này các bạn. À, và cái đít của cái trái, những cái trái nào mà méo á, các bạn sẽ thấy là nó bung cái hông ra, nó vỗ cái hông từ từ ra. Và cái trái nó sẽ lên gai nhím rất là đều. Thái có nói các bạn rồi, rất là nhiều cái cách mà chúng ta làm được gai nhím ha. Giống như là Thái đi một cái đường nào lên Đắk Lắk, nó có 2-3 cái đường đi ha. Thì ở đây cũng vậy ha. Làm như thế nào, các bạn không có tưới cái này, các bạn tưới xô tròn trái nặng ký dưới xô vi lượng, các bạn thấy nó lên gai nhím rất là đều ha. Những cái xô mà nó nằm dưới này là các bạn ha, ba cái dàn xô nó nằm dưới này nè đó, thì nó Thái bán cho trên Đắk Lắk là 3 năm nay rồi ha. Nó ảnh hưởng tới trên Đắk Lắk là 3 năm nay rồi. Tới chừng mà khách là đụng chuyện là người ta mua, gần tới thời điểm là người ta mua, người ta xài rồi ha, chứ không có tới nổi là không để năm nay. Bởi Thái là ít làm cái video rồi nè, tại vì người ta mua nhiều lắm nên người ta biết xài rồi, nên không có gì để đấy. Còn bây giờ hàng này nó tiếp cận nè, thì thường thường á, cái này á thì thường Thái cho 25 ngày là bắt đầu, 20 tới 25 ngày bắt đầu sau xuống vậy là bắt đầu Thái cho túi rồi. Anh túi cái xô này hoài ha. Cái anh còn một anh khác nãy anh Thái đưa video cho các bạn xem đó. Anh túi hoài tới lúc mà trái tầm 60 ngày tới 60 tới 68 ngày anh nói Thái ơi bây giờ anh đổi xô. Em cho anh đổi xô thì Thái đưa cho anh một cái xô tròn trái nặng ký và một cái xô siêu vi lượng. À, cái khu này các bạn, cái khu này á người ta bị ám ảnh cái nước gai. Nên người ta sẽ không cho lớn trái nhiều. Người ta sợ nó nước gai lắm bạn. Ở trên chảnh nó nước gai là lá nó chê liền ha. Đắk Lắk á, ở trên Tây Nguyên Đắk Lắk hay là Đắk Lắk Gia Lai là nước gai là trái chê liền, lá nó chê liền. Bởi thường ta làm trái tầm 3 kg, nó gai rất là nhuyễn luôn, rất là đẹp. Các bạn nhìn cái trái nó rất là bóng ha. Nhìn ở ngoài ha, cái vàng gai nó xanh và gai nó nhuyễn, gai nhím rất là đẹp. Nên thật sự rất là dễ tiếp cận, rất là dễ tiếp cận với khách hàng đó. Thì thường thường á là Thái có nói là như nãy Thái nói là chúng ta làm cái trái gai nhím nó rất là dễ nha ha. Rồi bây giờ chúng ta thúc trái, thúc như thế nào. Thái có 2 thành phần thúc ha. Hiện tại các bạn, thường thường Thái có một cái bộ thúc, hôm bữa là Thái có giới thiệu bác gọi ha. Sau khi thúc mà từ 65 ngày tới 85 ngày tới 90 ngày các bạn, thì cái trái nó sẽ đạt cực đại. Thường thường á Thái đây là Thái làm tới tầm 95 ngày bắt đầu trái nó lớn cực đại rồi. Thì trung bình thì tùy vô yêu cầu của khách hàng của mình mà người ta sẽ yêu cầu là trái là bao nhiêu. Thái có 2 tệp khách hàng ha. Một khách hàng là người ta nói trái càng lớn càng tốt, nhưng mà đừng bể gai thì thôi. Thì có thể là Thái sẽ làm tới 7 kg ha. 7 kg thì như thế nào? Thì 7 kg thì người ta sẽ lái, thì thường thường người ta có 2 cái chiều hướng lái người ta mua. Một là người ta sẽ đóng công đi. Đóng công đi thì từ 5,5 kg trở lại người ta sẽ đóng công đi qua Trung Quốc. Còn phần còn lại trên đó mà không bể gai ha, trên 5,5 kg tới 7-8 kg mà nó không bể gai, người ta vẫn mua bình thường, vẫn có một cái giá luôn chứ người ta không cớp các bạn ha. Lái bây giờ người ta mua vậy đó, lái Tiền Giang các bạn, một số lái lớn Tiền Giang, người ta sẽ có 2 cái xe. Một xe là người ta điều tại Đắk Lắk, người ta đóng hàng người ta đi Trung Quốc luôn. Còn một cái xe người ta sẽ chuyển về đông lạnh, kho đông lạnh, người ta về tách muốn người ta đông lạnh các bạn, người ta sẽ cấp đông, người ta sẽ bán ở một cái mảng khác nữa, nên nó rất là ổn. Thì Thái có 2 tiệm khách hàng. Một là Thái sẽ bán cho các bạn là trái từ 4 kg trở lại ha, là nhà nhím nha. Còn hai cái tiệm khách hàng thứ hai là người ta sẽ làm trái full, người ta sẽ để tầm một cây tầm 3-4 tạ vậy đó, nhưng mà trong đó người ta sẽ có 10 trái, nó bự bán mão mà người ta bán xô các bạn. Ở ngoài ta mua bán xô mà một số lái nó rất là dễ, nên người ta bán xô rất là ngon. Nên cái vấn đề mà bể gai thì Thái không có sợ ha các bạn, bể gai thì Thái không sợ. Thái có một cái bộ ha, một cái bộ này là bộ chuyên lớn trái, là từ 65 ngày nó sẽ thổi trái rất là nhanh, gọi là Thái thổi trái đó. Ai mà người ta mà trái mà người ta đã sợ không có sợ thì người ta sẽ Thái sẽ cho trộn chung với lớn trái ăn tóc ha. Xô này trộn chung này nó lớn rất là nhanh các bạn,
nó lớn và cái lá vàng lá nó rất là xanh, rất là đẹp nha. Không những nuôi trái tốt mà nuôi lá nó tốt nữa các bạn. Làm sao mà thường thường ở Đắk Lắk người ta sẽ ăn cơi, ăn gian cơi. Ăn gian cơi có nghĩa là 110 ngày người ta lấy được cái cơi nữa. Mà tùy vô lúc đó nó xả lá hay 3 lá hay 4 lá hay 6 lá này, tùy lúc mà chúng ta đưa dinh dưỡng vô cái thời điểm này nè. Ha, 65 ngày là chúng ta thấy là trái bắt đầu lớn tới 95 ngày. Ha, trong vòng 1 tháng nó sẽ lớn rất là nhanh các bạn nha, lớn tốc độ rất nhanh. Nên chúng ta phải chăm lúc này và làm sao đừng bể gai. Thì thấy nói ha, lâu lâu thấy sẽ cho chim vô ha, canxi bo và cái mắt mắt rút này nha. Nó vừa kềm, có nghĩa là cái trái nó vẫn lớn bình thường nhưng mà nó có canxi. Canxi để mà sao nó kềm cái vỏ lại, đừng cho một là nó thú trái, hai là không bị bể gai ha. Và hai xà kẽm thái cho kèm vô luôn các bạn, thái cho kèm vô chung luôn ha. Ba thằng này thái cho kèm vô chung với nhau làm gì? Một là xanh trái nè các bạn, nó xanh trái nó đỡ bị thúi cái có gì thái là hay là bị người bị nắm gió đó. Thái cho cộng hai xà kẽm này vô luôn ha, trái nó rất là xanh. Còn ai mà không cộng hai xà kẽm này vô á thì ra ngoài mua envin của xin người ta cộng vô, trái đó rất là đẹp các bạn ha, nó xanh vỏ. Nhưng mà cái thái nó là thường thường thái bán cho các bạn là hai cử thôi, không bán nhiều. Thái cộng hay sao kẽm mà nhiều quá, hoặc các bạn cộng mà envin vô nhiều quá nó xanh quá trời, lá không biết đường cắt à, nó ngộ cho nó các bạn, lá không biết đường cắt. Nên cố gắng là chúng ta xịt chừng hai lần thôi là đủ rồi. Rồi thường thường các bạn sẽ thấy là cái liều lượng đổ như thế nào ha. Tất cả cái này đều đổ ngoài rìa tán lá cây ha các bạn. Rìa tán lá cây có nghĩa là chúng ta chiếu xuống như thế nào thì chúng ta đổ quanh rìa tán lá như thế đấy, tùy vô tán cây mà chúng ta đổ ha. Cái liều lượng của nó pha rất là bình thường ha các bạn. Như ví dụ như từ 65 ngày trở lên thì bắt đầu cái xô này còn 3.000 lít các bạn ha, 3.000 lít ha, cái xô này cũng 3.000 lít các bạn ha, cái xô tròn trái 3.000 lít. Đây là liều tiêu chuẩn các bạn, liều tiêu chuẩn nó nằm trong khoảng từ 2.000 tới 3.000 lít hết ha. Còn cái xô này xô vi lượng, thái bán con dòng xô vi lượng trước giờ ha, thì các bạn sẽ đổ cái xô này là 1 lít, 1 kg là 1 phi là ok rồi ha. Sau khi đó thì các bạn biết cái vi lượng này á, các bạn đổ vô trong lúc mang trái nó sẽ đỡ chết nhánh rất là nhiều, cái thông mạch dẫn rất là tốt ha. Còn cái ca này á, riêng ca này á, thì đổ từ 4.000 tới 5.000 các bạn ha. Tới 5.000 lít. Đó. Đó, đây là liều lượng tiêu chuẩn của nó ha các bạn. Các bạn đổ đặt vô nó cũng không có chết cây đâu các bạn. Ai mà nhiều quá thì đổ nhiều hơn cho nó chút xíu, đặn cho nó lớn cho nó nhanh. Đừng có tiếc các bạn. Nói chung là năm nay á, thái đang nghe ngóng tình hình giá. Nghe Trung Quốc nó không ăn nhưng mà giá cũng 70-80 ngàn các bạn. Một số khách hàng của thái bán giá kinh lắm. 80-70 ngàn cũng có nữa. Đó, giá rất là tốt. Nên năm nay là mong là chúng ta sẽ làm cái trái nó lớn nha các bạn. Nè như thái nói rồi ha, thái bỏ công thái đi Đắk Lắk, thái cố tình là thái đi một số cái hàng của thái để làm trái thiệt là lớn lên. Đừng có thấy nhỏ nhỏ bán cái đống lớn thiệt chứ không có tiền các bạn. Gắng cố gắng làm sao để mà thiệt là nhiều ký có tiền. Nói chung là 70-75 ngàn là dân khách Đắk Lắk là giàu lắm rồi, vì là ngon rồi. Còn 80-80 mấy ngàn thì đó là mơ ước rồi các bạn ha. 3 năm trước giá có 40 mấy ngàn thì như thế nào, hôm nay giá còn rất là tốt. Nên sâu chuỗi lại mọi cái điều kiện thì nói chung là những cái này á, thì những khách hàng nào xài qua rồi thì không có ý kiến đâu. Còn những khách hàng nào mới á, người ta chưa tiếp cận được, thái mong muốn là nó sẽ tiếp cận được với một số khách hàng của thái nhiều hơn để làm sao năng suất cao hơn là ok. Ok quý chú anh chị các bạn, hẹn gặp lại ha, quý chú anh chị và các bạn trong các video sau.